chúng ta hãy cùng sang phần thứ hai đó là thay đổi trong chính sách kế toán. ở đây thì mình nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng đã từng lập báo cáo tài chính rồi. nhưng mà nói đến báo cáo tài chính thì thường chúng ta sẽ thường chỉ hình dung ra báo cáo đôi kế toán này, báo cáo các hoạt động kinh doanh này và thêm một cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thôi đúng không? còn đâu thì có thể mọi người sẽ thường không để ý đến một cái phần đó là thuyết minh báo cáo tài chính. đặc biệt là đối với những cái bạn mà làm ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì thường sẽ Uh, mình thấy là ít phải để ý đến cái phần thuyết minh mà có tài chính bởi vì không phải công ty lên sàn mà nhưng mà đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam mà đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam lớn thì cái phần thuyết minh mà có tài chính này lại rất quan trọng tại sao mình lại nhắc đến cái thuyết minh mà có tài chính ở đây bởi vì thuyết minh mà có tài chính chính là cái chỗ mà doanh nghiệp phải trình bày về các cái chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng vậy câu hỏi đầu tiên đó chính là chính sách kế toán là gì thì theo quy định tại chuẩn mực số 29, chính sách kế toán sẽ là các cái nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được công ty áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Như vậy thì khi mà doanh nghiệp đã lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán ấy thì cái chính sách kế toán đó sẽ phải áp dụng nhất quán đối với các giao dịch sự kiện tương tự, trừ khi có cái chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch sự kiện này thành các cái nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các cho từng nhóm với cái khái niệm như vậy thì các bạn có thể lấy một cái ví dụ về chính sách kế toán được không ạ ừ, chúng ta hãy hình dung lại các cái khoản mục trên báo cáo um, tài chính của mình nhé xem có từng cái khoản mục nào thì tương ứng với từng cái khoản mục sẽ phải có cái chính sách kế toán tương ứng đúng không tức là cái phương pháp về cơ sở để ghi nhận cái khoản mục đó trên báo cáo tài chính đúng không chẳng qua là trên báo cáo tài chính thì tức là trên cái phần thuyết minh chúng ta không bắt buộc phải trình bày cái chính sách kế toán cho toàn bộ tất cả các khoản mục mà chỉ trình bày cho các khoản mục trọng yếu thôi, thì chúng ta có thể lấy một số cái ví dụ về chính sách kế toán cho các khoản mục trên báo cáo tài chính, ví dụ như là cái chính sách tính giá hàng tồn kho này như kiểu là nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, phương pháp um, bình quân giao quyền, phương pháp đích danh đúng không ạ? Đó chính là cái phương pháp xác định giá trị của hàng tồn kho dẫn đến nó chính là cái uh, chính sách kế toán cho hàng tồn kho, cái cách mà chúng ta phân loại các cái tài khoản khi hạch toán nó cũng được coi là cái chính sách kế toán, tức là nó là cái cơ sở, cái cách chúng ta ghi nhận cái tài khoản đó. Chẳng hạn như là một khoản mục uh, thu nhập này, lúc đầu thì được phân vào doanh thu, về sau chúng ta lại chuyển sang phân vào thu nhập khác, thì đó chính là cái sự thay đổi về cái cách phân loại tài khoản hải toán và chính là cái thay đổi trong chính sách kế toán, tức là thay đổi trong cách thức ghi nhận nó mà. Tương tự như vậy, một cái chi phí khấu hao tài sản cố định, lúc đầu thì chúng ta phân nó vào giá vốn, về sau chúng ta lại phân nó sang chi phí quản lý. Thì như vậy rõ ràng đó là cái sự thay đổi trong chính sách kế toán, đúng không ạ? Một cái ví dụ nữa đó là cái thời điểm mà chúng ta xác định là cái thời điểm để ghi nhận tài sản nợ phải trả doanh thu chi phí của mình. Ví dụ bây giờ là một công ty cung cấp cái dịch vụ tư vấn cho khách hàng vậy thì bây giờ cái thời điểm ghi nhận doanh thu của cái công ty này sẽ là khi hoàn thành toàn bộ cái hợp đồng tư vấn giúp khách hàng hay là sẽ ghi nhận doanh thu cho từng giai đoạn dựa trên cái khối lượng công việc thực tế thực hiện nếu như mà công ty có cái sự thay đổi trong cái chính sách về thời điểm ghi nhận doanh thu thì chính là cái sự thay đổi trong chính sách kế toán một cái ví dụ nữa nhưng chắc là các bạn sẽ ít gặp đó là cái cách phân loại và đo lường các cái công cụ tài chính tức là các cái khoản tài sản tài chính và các khoản phải trả tài chính của doanh nghiệp. Đối với cái phần tài sản tài chính thì lúc trước ở cái video về các cái khoản đầu tư tài chính thì mình đã giải thích rồi đúng không? Đây nó sẽ có các cái khoản như là chứng khoán nắm giữ cho mục đích kinh doanh này hay là chứng khoán nắm giữ để uh, chờ đến ngày đáo hạn này. Thì dựa vào cái mục đích của doanh nghiệp khi mà nắm giữ các cái loại chứng khoán đó thì doanh nghiệp sẽ phân loại nó là chứng khoán kinh doanh hay là chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn đúng không? Vậy khi mà cái mục đích nắm giữ của doanh nghiệp nó thay đổi và doanh nghiệp phân loại lại cái các cái khoản mục này thì khi đó là cái sự thay đổi trong chính sách kế toán. Thì đây là những cái ví dụ về trường hợp thay đổi chính sách kế toán. Thì phải lưu ý có hai cái trường hợp sau sẽ không được coi là thay đổi chính sách kế toán nhé. Đầu tiên đó là việc doanh nghiệp áp dụng một cái chính sách kế toán cho các cái giao dịch có sự khác biệt cơ bản so với các cái giao dịch sự kiện đã xảy ra trước đây. Tức là cùng cái loại giao dịch nhưng mà lại có cái bản chất khác biệt so với cái giao dịch lúc trước. Trường hợp thứ hai cũng không được coi là thay đổi trong chính sách kế toán đó là việc áp dụng các cái chính sách kế toán mới cho các cái giao dịch chưa phát sinh trước đó hoặc là đã phát sinh nhưng mà không trọng yếu. Ví dụ nhé, cho hai cái trường hợp này là một công ty chuyên về hoạt động sản xuất trong cái giấy phép hoạt động kinh doanh cũng chỉ đăng ký hoạt động sản xuất thôi và thực tế là như vậy, tuy nhiên là thi thoảng trong quá quá khứ thì có một vài lần công ty có phát sinh một số các hợp đồng gia công hàng cho một số khách hàng không thường xuyên và giá trị hợp đồng nó cũng rất là bé. Cho nên các cái thu nhập từ các cái hợp đồng gia công này thì công ty đang ghi nhận là thu nhập khác. Tuy nhiên cho đến năm nay thì công ty quyết định là sẽ đẩy mạnh hoạt động gia công của mình. Theo đó là công ty đăng ký giấy phép bổ sung thêm cái hoạt động gia công và thực tế là trong năm nay công ty cũng thực hiện khá là nhiều các cái hoạt động gia công cho khách hàng và khi này thì cái doanh thu cái thu nhập đến từ cái hợp đồng gia công này công ty sẽ không ghi nhận vào thu nhập khác nữa mà công ty ghi nhận vào tài khoản doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì cái việc thay đổi từ tài khoản uh, thu nhập khác sang cái tài khoản uh, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính này nó không phải là cái sự thay đổi trong chính sách kế toán bởi vì là cái cùng là cái giao dịch từ cái hợp đồng gia công này nhưng nó có sự khác biệt về cơ bản so với cái các cái hợp đồng gia công mà công ty đã thực hiện trong quá khứ lúc trước đúng không? Lúc trước thì giá trị thứ nhất là không trọng yếu và thứ hai là bản chất lúc đó đó không phải hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Nhưng mà đến bây giờ thì lại là thứ nhất là giá trị thì trọng yếu và thứ hai là cái sự khác biệt về cơ bản so với lúc trước là bây giờ cái hoạt động gia công nó đã là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp rồi thì cái việc thay đổi tài khoản này nó không phải là cái sự thay đổi trong chính sách kế toán vậy khi nào thì doanh nghiệp được phép thay đổi chính sách kế toán hay là cứ thích thay đổi lúc nào thì thay đổi lúc đấy ừ, chắc chắn là không phải như vậy rồi đúng không ạ theo quy định thì doanh nghiệp sẽ chỉ được thay đổi chính sách kế toán trong hai trường hợp sau thứ nhất là có cái sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hoặc cái sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các cái giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính ở kết quả động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Tức là tóm lại là cái việc thay đổi chính sách này sẽ giúp cho cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp được cái thông tin tin cậy và thích hợp hơn cho cái người sử dụng. Một cái ví dụ về việc thay đổi chính sách kế toán do cái sự thay đổi theo quy định của pháp luật thì đó là cái sự thay đổi trong việc lựa chọn cái tỷ giá để sử dụng trong hạch toán ấy tỷ giá ngoại tệ ấy, đúng không ạ? Cái này là dễ gặp nhất này. Với cái thứ hai nữa là cái quy định về cái phương pháp tính giá hàng tồn kho. Ấy. Lúc trước thì theo cái chuẩn mực về hàng tồn kho này chúng ta có các cái phương pháp tính giá như là nhập trước xuất trước này nhập sau xuất trước này bình quân gia quyền này hay là đích danh này đúng không ạ? Nhưng mà đến cái thông tư 200 ấy thì nó đã bỏ qua cái phương pháp nhập sau xuất trước rồi nó không đề cập đến nữa. Mà đấy là Việt Nam còn chậm thay đổi trong quy định đấy Chứ thế giới thì người ta thay lâu rồi Bây giờ chúng ta hãy cùng sang một cái nội dung khác trong cái phần thay đổi chính sách kế toán này Đó là cái cách để ghi nhận cái sự ảnh hưởng của việc thay đổi trong chính sách kế toán Cái nguyên tắc đầu tiên ở đây đó là Khi mà doanh nghiệp thực hiện thay đổi cái chính sách kế toán Do mà áp dụng lần đầu các cái quy định của pháp luật của chuẩn mực kế toán Thì khi đó sẽ thực hiện theo các cái hướng dẫn chuyển đổi cụ thể của cái chuẩn mực của cái quy định tương ứng đó. Còn nếu như mà không có hướng dẫn cụ thể hoặc là doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán theo cái mới thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải áp dụng hồi tố chính sách kế toán mới. Nên tóm lại cái nguyên tắc ở đây sẽ là một là theo quy định chuyển đổi cụ thể tại cái văn bản hướng dẫn của pháp luật hoặc là áp dụng điều chỉnh hồi tố cụ thể nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại cái số liệu trên báo cáo tài chính như thể là cái chính sách kế toán mới này nó đã được áp dụng từ đầu rồi tức là doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh số dư đầu kỳ các cái khoản mục bị ảnh hưởng đã được trình bày trong phần vốn chủ sở hữu của cái kỳ sớm nhất và các cái số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước cũng phải được trình bày như thể đã áp dụng cái chính sách kế toán mới và công ty sẽ phải áp dụng hồi tố cái chính sách mới này kể từ kỳ sớm nhất mà công ty có thể thực hiện áp dụng hồi tố nếu như tại cái thời điểm đầu kỳ hiện tại mà không thể xác định được cái ảnh hưởng lũy kế của việc áp dụng chính sách kế toán mới cho tất cả các kỳ cộng dồn trước đó thì doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh hồi tố các cái thông tin so sánh theo cái chính sách kế toán mới cho cái kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện được. Tóm lại là áp dụng hồi tố cho cái thời điểm sớm nhất có thể. Cái nguyên tắc thứ ba đó là khi mà thực hiện thay đổi trong chính sách kế toán thì khi đó sẽ phải đáp ứng các cái yêu cầu về trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Cụ thể thì doanh nghiệp sẽ phải trình bày các cái thông tin như là bản chất của sự thay đổi chính sách kế toán là gì này, lý do của cái việc áp dụng chính sách kế toán mới là gì này. Và các cái khoản cần được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước này. Cái khoản điều chỉnh liên quan đến các cái kỳ sớm nhất này. Và nếu như cái việc áp dụng hồi tố là doanh nghiệp không thể thực hiện được đối với một cái kỳ nào đó thì doanh nghiệp sẽ phải trình bày cái lý do tương ứng và doanh nghiệp cũng sẽ phải mô tả cái chính sách kế toán này đã được áp dụng như nào và bắt đầu từ khi nào. Những cái này thì mang tính chất uh, lý thuyết thôi chứ còn thì uh, lúc vào làm bài thi thì chúng ta cũng chỉ nêu chung chung thôi chứ mình cũng không nghĩ là chúng ta sẽ phải uh, thực hiện theo kiểu là bài bản một cái thuyết minh kế toán đầy đủ cho cái phần thay đổi trong chính sách kế toán trong đề thi đâu vì thực ra thời gian cũng không cho phép mà. Với cái phần chính sách kế toán này này thì thông thường cái khó nhất không phải là việc chúng ta xác định cái việc um, áp dụng điều chỉnh hồi tố như thế nào hay là trình bày thông tin ra sao mà cái khó nhất chính là vấn đề chúng ta thường hay bị nhầm lẫn đây có phải là sự thay đổi trong chính sách kế toán hay không. Nhiều khi nó là thay đổi trong ước tính kế toán nhưng mà chúng ta lại nhầm tưởng đó là thay đổi trong chính sách kế toán và ngược lại. Chính vì vậy cái lưu ý đối với phần chính sách kế toán này là chúng ta phải phân biệt được cái sự thay đổi trong chính sách kế toán và ước tính kế toán. Việc nhầm lẫn hai cái khái niệm này nó sẽ dẫn đến những hậu quả rất là tai hại vì ở cái video trước học về cái phần ước tính kế toán chúng ta đã biết rằng là đối với sự thay đổi trong ước tính kế toán thì chúng ta chỉ yêu cầu điều chỉnh phi hồi tố tức là điều chỉnh cho kỳ hiện tại và các cái kỳ trong tương lai nếu cần chứ không thay đổi điều chỉnh lại cái số kỳ trong quá khứ đúng không ạ nhưng mà đối với cái phần chính sách kế toán này thì sẽ lại phải cần yêu cầu điều chỉnh hồi tố cho cái kỳ sớm nhất có thể thì để mà phân biệt giữa cái chính sách kế toán và ước tính kế toán ấy, thì các bạn cứ hiểu như này này cái ước tính kế toán ấy, nó là các cái xét đoán của chúng ta cho các cái khoản mục trên báo cáo tài chính khi mà chưa có đầy đủ thông tin chắc chắn về các khoản mục này và dẫn đến là các cái xét đoán này phải được xem xét lại hàng năm nếu có cái sự thay đổi trong cái cơ sở đưa ra xét đoán thì phải thay đổi lại còn chính sách kế toán nó là cái khung cái cơ sở cái nguyên tắc được áp dụng để lập và trình bày các cái khoản mục trên báo cáo tài chính nên cần được áp dụng nhất quán và lâu dài được chưa ạ sau đây chúng ta hãy cùng đi xem một cái bài tập về cái sự thay đổi chính sách kế toán. Đó chính là uh, cái tình huống đề thi CPA môn kế toán năm 2017 đề lẻ câu 4. Tình huống đưa ra như sau. Công ty Hòa Bình thì có năm tài chính đầu tiên từ mùng 1 tháng 1 năm 20X5 đến 31 tháng 12 năm 20X5 và năm 20X5 thì công ty đã áp dụng phương pháp tính giá xuất kho của thành phẩm X theo phương pháp nhập trước xuất trước. Đến năm 20x6 thì công ty đã tự nguyện thay đổi phương pháp tính giá xuất kho sang bình quân gia quyền. Và cái việc áp dụng hồi tố do thay đổi phương pháp tính giá xuất kho thành phẩm làm cho giá vốn của hàng bán của công ty năm 20x5 sẽ bị giảm 10 triệu. Yêu cầu ở đây là tính toán ảnh hưởng và điều chỉnh số liệu cho báo cáo tài chính của năm 20x5 và 20x6, biết rằng cái báo cáo trích lược của năm 20x5 và 20x6 liên quan đến cái việc điều chỉnh thay đổi chính sách kế toán này như sau. Đầu tiên là các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ta có hàng tồn kho năm 20X6, 20X5 lần lượt là 200 triệu và 150 triệu. Tài khoản thuế và các khoản phải nộp là 35 triệu và 40 triệu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng sẽ là 20 triệu cho cả 2 năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ là 50 triệu và 35 triệu. Các cái chỉ tiêu trên báo cáo kết quả động kinh doanh thì như sau. Doanh thu của năm 20X6 và 20X5 lần lượt là 150 triệu và 100 triệu. Giá vốn hàng bán lần lượt là 135 triệu và 80 triệu. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt là 15 triệu và 20 triệu. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt là 3 triệu và 4 triệu. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt là 12 triệu và 16 triệu. Ở đây cái yêu cầu của đề bài sẽ là xác định ảnh hưởng và thực hiện điều chỉnh. Như vậy nghĩa là gồm có hai ý đúng không ạ? Đầu tiên là phải xác định ảnh hưởng của cái việc thay đổi chính sách kế toán này lên báo cáo tài chính của cả năm 20X5 và 20X6, sau đó thì thực hiện điều chỉnh số liệu của báo cáo 20X6 và 20X5, đúng chưa ạ? Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện từng cái yêu cầu một. Bước đầu tiên, chúng ta đi xác định ảnh hưởng của thay đổi đến báo cáo tài chính của năm 20X5, tức là cái năm đầu tiên mà công ty bắt đầu hoạt động cái năm tài chính đầu tiên của công ty bởi vì cái nguyên tắc của cái việc áp dụng điều chỉnh hồi tố khi mà có cái sự thay đổi trong chính sách kế toán đó là phải áp dụng đến kỳ sớm nhất có thể mà thì trong trường hợp này sớm nhất có thể của công ty này là năm 20x5 thì ở đây giá vốn hàng bán của công ty bị giảm 10 triệu thì điều đó đồng nghĩa với việc là hàng tồn kho sẽ phải điều chỉnh tăng 10 triệu đúng không ạ khi mà giá vốn giảm 10 triệu thì khi đó cái lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ thành tăng 10 triệu thuế suất thuế nhập doanh nghiệp 20% thì khi đó cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng là 2 triệu và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh tăng tương ứng là 8 triệu. Đấy là trên báo cáo các hoạt động kinh doanh còn trên bảng có được kế toán thì thuế và các khoản phải nộp nhà nước sẽ điều chỉnh tăng 2 triệu. Tương ứng với số liệu chúng ta tính ra trên báo cáo các hoạt động kinh doanh. Vốn đầu tư của chủ sở hữu thì không thay đổi rồi. Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng sẽ phải điều chỉnh tăng 8 triệu. Trên cái báo cáo tài chính của năm 20x5, số cuối kỳ nó bị điều chỉnh như này, số đầu kỳ thì chưa có mà đúng không? Thì số cuối kỳ bị ảnh hưởng như này thì nó sẽ ảnh hưởng đến số liệu đầu kỳ trên báo cáo của năm 20x6 đúng không ạ? Chúng ta điều chỉnh làm thay đổi số cuối kỳ của năm 20x5 thì sẽ làm ảnh hưởng đến số đầu kỳ của năm 20x6. Do vậy, chúng ta cần phải xác định ảnh hưởng của các cái sự thay đổi này đến số dư đầu kỳ của báo cáo tài chính năm 20x6. Số dư đầu kỳ thì chỉ có thể nói đến đối với các cái tài khoản trên mặt cân đối kế toán thôi Còn trên bằng các khoản động kinh doanh thì là các cái phần tài khoản không có số dư rồi nên chúng ta không xét Số dư đầu kỳ của năm 20X6 ở đây hàng tồn kho Tức là số dư của tài khoản thành phẩm 155 và các tài khoản chi tiết thì Như vừa rồi chúng ta nói ở bước 1 là điều chỉnh tăng lên 10 triệu này Thuế với các khoản phải nộp nhà nước là số dư có của tài khoản 33 và các tài khoản chi tiết cũng phải điều chỉnh tăng là 2 triệu Vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các tài khoản chi tiết thì sẽ điều chỉnh tăng tương ứng là 8 triệu. Mình làm rõ thêm một chút ở đây là bởi vì cái sự thay đổi chính sách kế toán này nó áp dụng luôn từ năm 20X6, tức là báo cáo tài chính năm 20X6 đã phải áp dụng luôn cái chính sách tính giá hàng tồn kho là theo phương pháp bình quân rồi chứ không phải là áp dụng theo phương pháp nhiều trước trước nữa, nên là chúng ta không phải điều chỉnh vào cái số liệu phát sinh trong năm 20X6 nhé tức là số liệu mà đã phát sinh năm 2016 là hoàn toàn đúng theo chính sách mới rồi do vậy chúng ta chỉ cần áp dụng cái sự thay đổi đó đến báo cáo của năm 20x5 và số đầu kỳ của năm 20x6 mà thôi đúng không ạ và sau khi đã xác định được cái ảnh hưởng của sự thay đổi trong chính sách kế toán này đến báo cáo tài chính của 2 năm thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lại các cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của 2 năm sau điều chỉnh ở đây có một cái lưu ý nữa nhé, đó là về mặt logic ý, báo cáo tài chính của năm 2016 thì sẽ được lập trên cơ sở là sổ kế toán nên là những cái sự thay đổi mà đã được điều chỉnh vào số dư đầu năm tức là số dư cuối năm 2015 đó thì cái số cuối năm 2016 đương nhiên là số đúng bởi vì nó ảnh hưởng lũy kế mà đúng không ạ? Tuy nhiên như trường hợp những cái đề bài trong đề thi mà nó ghi là nó cho chúng ta cái số liệu của báo cáo tài chính của cả hai năm là số chưa điều chỉnh thì khi đó lúc mà chúng ta làm ra đáp án ấy, chúng ta vẫn cứ chỉ điều chỉnh cho cả hai năm nhé đầu tiên là bảng cân đối kế toán thì hàng tồn kho của năm 20x6 và 20x5 bây giờ sẽ lần lượt là 210 triệu và 160 triệu như vậy tức là các bạn đã thấy là nó tăng lên so với cái số liệu ban đầu là 10 triệu mỗi năm đúng không ạ sau đó đến chỉ tiêu thuế với các khoản phải nộp của năm 20X6 và 20X5 lần lượt bây giờ sẽ là 35 triệu và 40 triệu. Tức là đơn giản là chúng ta lấy cái số liệu cũ sau đó chúng ta cộng với cái phần điều chỉnh tăng giảm thôi mà chúng ta đã xác định ở bước 1 và bước 2 ấy. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của 2 năm lần lượt là 58 triệu và 43 triệu. Thì đó là bảng cân đối kế toán sau điều chỉnh. Bây giờ chúng ta sang cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh thì như mình đã nói là bản thân cái năm 2026 là nó đã áp dụng cái chính sách uh, kế toán mới rồi cho nên chẳng có gì phải điều chỉnh với các số phát sinh trong năm của nó nữa dẫn đến là cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2016 là không thay đổi so với cái số liệu trước điều chỉnh nhá mà cái phải điều chỉnh ở đây chỉ còn là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm x năm thôi cụ thể thì doanh thu của năm x năm vẫn là 100 triệu không thay đổi giá vốn hàng bán thì giảm 10 triệu nên chỉ còn là 70 triệu lợi nhuận trước thuế nhập doanh nghiệp còn là 30 triệu chi phí thuế nhập doanh nghiệp là 6 triệu và lợi nhuận sau thuế nhập doanh nghiệp là 24 triệu. Thế là xong. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đối với các cái dạng bài liên quan đến cái sự thay đổi trong chính sách kế toán này, thường là tính toán các thứ đều kiến thức đều rất là đơn giản. Cái khó duy nhất mà mình thấy đó là cái cách hiểu về tình huống đề bài dẫn đến cái cách trình bày của chúng ta như ra sao cho nó hợp lý thôi. Thì đó là toàn bộ cái phần kiến thức liên quan đến sự thay đổi trong chính sách kế toán mà chúng ta cần phải nắm được. Trong cái video tiếp theo thì chúng ta hãy chuyển sang cái phần nội dung cuối cùng của cái chuẩn mực số 29 này đó là sai sót trong kế toán.